Hôm nay thì Đồ Gỗ Văn 6 tiếp tục giới thiệu báo giá sản phẩm đến cho quý vị về các sản phẩm tượng gỗ. Trong video ngày hôm nay thì Đồ Gỗ Văn 6 sẽ giới thiệu đến cho quý vị về tượng Quan Công hay còn gọi là Quan Vũ, tượng Quan Vân Trường chống đao. Ở trên đây tôi có mang lên 4 mẫu tượng Quan Vân Trường với các kích thước khác nhau. Và đặc điểm chung thì tất cả các mẫu này đều được làm trên chất liệu gỗ xà cừ và được phun giả mút. Với mẫu Quan Vân Trường chống đao thì là đục máy CNC. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về kích thước của từng mẫu cũng như là giá thành, và đi chi tiết về những cái nét đục và hình thái thần thái của ngài tượng Quan Vũ. Nhân vật Quan Công là hình ảnh được hình tượng hóa trong tác phẩm văn học của Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quan Trung. Sau này được hình tượng hóa qua rất nhiều loại hình nghệ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực tượng gỗ phong thủy. Và hãy cùng Đồ Gỗ Văn 6 đi tìm hiểu về ý nghĩa và sự tích về việc thờ vị quan thánh này. Quan Vũ thường gọi là Quan Công, tự là Quan Vân Trường. Ông là vị tướng cuối đời Đông Hán, là một trong ngũ hổ tướng góp phần thành lập Thục Hán dưới trướng của Lưu Bị, và cũng là một trong ba huynh đệ kết nghĩa Đào Viên nổi tiếng lịch sử Lưu Quan Trương. Về mẫu đầu tiên quý vị đang thấy thì có kích thước, đó chính là chiều cao 70, rộng 33 và sâu 20. Mẫu này có giá Đồ Gỗ Văn 6 đang bán là 2.200.000 đồng. Quý vị sẽ được bao cước vận chuyển và được kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán. Quý vị nào muốn mua mẫu này thì hãy để lại với cú pháp, đó chính là mẫu 1 kèm số điện thoại. Về hình tượng Quan Công chống đao thì ngài đang đứng rất là vững chãi, trên tay có cầm thanh long đao hay còn gọi là yển nghiệp đao. Thanh long đao này thì có thể tháo rời ra để cho quý vị tiện trong việc di chuyển. Ở mẫu này thì như quý vị thấy thì về phần long bào cũng như các chi tiết thì đều được đục rất là chi tiết, và với những hình ảnh về con rồng ở trên chiếc long bào của ngài. Về chất liệu gỗ xà cừ ở trong mẫu này thì đã được tẩm sấy rất là kỹ lưỡng, vì vậy quý vị mang về sử dụng sẽ không lo bị nứt nẻ trong các tác phẩm tượng gỗ mà chế tác từ chất liệu gỗ xà cừ. Đồ Gỗ Văn 6 sẽ đảm bảo bảo hành cho quý vị trong thời gian sử dụng các mẫu tượng gỗ. Vì vậy quý vị hãy cứ yên tâm nhấc máy gọi điện đến số điện thoại của Đồ Gỗ Văn 6 có ghi trên màn hình để liên hệ đặt hàng, cũng như check chi tiết về các hình ảnh của các mẫu tượng gỗ. Quan Công hay còn gọi là Quan Thánh, người bảo vệ cho người thấp cổ bé họng bị áp bức. Còn ngày nay thì ông bảo vệ cho những nhà chính trị, cảnh sát, chủ doanh nghiệp. Tư thế tượng Quan Công đứng, ngồi, cưỡi ngựa, tất cả đều mang những năng lượng rất mạnh giúp cho gia chủ. Và khi thờ Quan Công trong nhà sẽ đem lại sự bình an, hòa thuận cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đem lại tài lộc cho toàn bộ gia chủ. Về mẫu Quan Công thứ hai thì có kích thước, đó chính là cao 1m, rộng 44 và sâu 25. Mẫu này Đồ Gỗ Văn 6 đang bán với giá là 3.500.000 đồng. Về mẫu này quý vị có thể thấy là kích thước hoàn toàn to hơn với mẫu đầu tiên. Và quý vị nào muốn mua cái mẫu to để trưng bày trong các cái không gian nó rộng thì hãy liên hệ Đồ Gỗ Văn 6 với cú pháp, đó chính là mẫu 2 kèm số điện thoại. Cũng được làm trên chất liệu gỗ xà cừ và phun giả mun đã qua tẩm sấy rất là kỹ lưỡng. Hình tượng Quan Công chống đao và một tay thì đang cầm một thanh kiếm ở đằng sau với các hình ảnh về long bào. Đối với chủ doanh nghiệp, những vị lãnh đạo cấp cao nếu đặt Quan Công sau lưng sẽ luôn được hỗ trợ mạnh mẽ từ thần linh, cũng như tương tự những việc năm xưa Lưu Bị được Quan Vũ phò trợ nên đã chiếm được một phần giang sơn, khiến kẻ thù phải sợ hãi mất mật. Và mẫu
Tiếp theo thì mẫu này cũng có kích thước giống như mẫu vừa rồi, thì có chiều cao là 1m và rộng 44, sâu 25. Giá của mẫu này cũng là 3,5 triệu, có kích thước tương đương, giá thành tương đương. Cũng được làm trên chất liệu gỗ xà cừ và phun giả mun. Quý vị có thể thấy các đường vân được tạo giả chất liệu gỗ mun. Khi quý vị nhìn xa sẽ không phân biệt được, và chỉ có khi sờ tay và cảm nhận nhấc độ nặng thì mới có thể cảm nhận được đây là gỗ xà cừ. Hoặc là quý vị có thể lật phần đế lên để xem màu gỗ. Quý vị muốn mua mẫu này thì hãy liên hệ với đầu gỗ Văn Sáu qua cú pháp là mẫu 3 kèm số điện thoại, hoặc là nhấc máy gọi điện đến số 0968 152070 hoặc 0972 282070 để được liên hệ đặt hàng với mẫu thứ 3. Về tượng quan công thì dùng cho các trường hợp có nhà hướng chính bắc, tây bắc, chính tây và thường được đặt ở trung tâm của căn phòng hoặc căn nhà. Đó chính là vị trí đặt tượng quan công. Một số lưu ý nhỏ cho quý vị. Về ý nghĩa của tượng quan công trong đao thì thể hiện khí chất hào hùng không chịu khuất phục, dù có phải rơi đầu, tạo nên sự uy nghiêm trang trọng cho căn phòng gia chủ. Và mẫu cuối cùng quý vị đang thấy ở đây thì là một mẫu nhỏ hơn, có kích thước là cao 70, rộng 33 và sâu 20. Mẫu này thì đồ gỗ Văn Sáu đang bán với giá là 2,2 triệu đồng, cũng được làm trên chất liệu gỗ xà cừ phun giả mun và đã xử lý tẩm sấy rất kỹ lưỡng. Quý vị có thể đảm bảo sử dụng lâu năm mà không bị đứt nẻ. Dù ở bất kỳ tư thế nào thì tượng quan công cũng mang ý nghĩa là sự bình an, thịnh vượng và ý chí quyết tâm sắt đá theo đuổi mục tiêu đến cùng. Ngoài việc cá nhân sử dụng thì tượng quan công bằng gỗ này cũng là sản phẩm lý tưởng dành cho các cửa hàng, công ty, doanh nghiệp lựa chọn. Và tôi đã chia sẻ cho quý vị về 4 mẫu tượng quan công được làm cùng trên một chất liệu gỗ xà cừ, và chia sẻ báo giá, báo kích thước cũng như là đặt theo cú pháp mẫu từng tượng mục để cho quý vị dễ lựa chọn. Và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho đồ gỗ Văn Sáu, cũng như vào xem livestream ủng hộ, xem video, chia sẻ video, đăng ký kênh và mua hàng ủng hộ cho đồ gỗ Văn Sáu. Chúc tất cả quý khách hàng luôn luôn thành công trong cuộc sống và luôn có một sức khỏe dồi dào, và khi sử dụng các tượng gỗ phong thủy của đồ gỗ Văn Sáu sẽ thu hút được nhiều tài lộc và làm ăn ngày càng phát triển, phát tài phát lộc. Trong một video ngắn tôi vừa chia sẻ đến cho quý vị về 4 mẫu tượng quan công. Quý vị nào mua hàng thì hãy liên hệ với cú pháp đó là mẫu 1, mẫu 2 hoặc mẫu 3 hoặc mẫu 4 kèm số điện thoại để đồ gỗ Văn Sáu có thể biết được là quý vị đang lựa chọn sản phẩm nào. Đồ gỗ Văn Sáu sẽ đóng gói gửi hàng đến tận nơi cho quý vị. Quý vị sẽ được kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán. Đúng hàng đúng sản phẩm thì mới phải thanh toán tiền. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.